dưới 500 triệu anh chị đang tìm Xpander hoặc là xe 7 chỗ qua sử dụng thì hãy xem hết video này nha anh chị. Chiếc xe em đang quay cho anh chị là Xpander Prime, Xpander 1.5 AT màu bạc, đời 2019 nhập Indo, đi 49.000 cây số, biển số trắng. Và bên em rao bán với mức giá là 490 triệu bao rút hồ sơ. Anh chị quan tâm thì ghé qua em để xem xe nhé. Em sẽ đi một vòng để cho anh chị xem hết con xe này và có hỗ trợ trả góp. Trả trước 250 lấy được xe nha anh chị. Xe này lên bộ ghế da hết rồi nè. Và bộ ghế da còn rất là mới, ghế da hai tông màu đen phối hợp với màu be. Đã nâng cấp màn hình nè anh chị. 49.000 cây số audio zin nhé. Máy số là keo và keo chỉ là nguyên zin hết anh chị. Anh chị cứ ghé qua để xem keo chỉ ốc ác. Đây là một chiếc xe rất là đẹp đấy. Anh chị xem là từ đời 2019 đến nay là 5 năm nhân đi 49.000, tương đương là 1 năm đi 10.000 là đi không có nhiều đâu anh chị. Anh chị ghé qua để xem trực tiếp và lái thử thoải mái nha anh chị. Có thể dẫn bất kỳ ai đến để xem xe, bạn bè, thợ thầy gì đó thoải mái nha. Bên em thì vô tư những cái việc này nha anh chị. Cô lăng nó chỉ bị các cái vết bên này thôi anh chị. Có sạc dán phim. Nói chung là thường mà nâng cấp cái màn hình này á, là nó sẽ có luôn cái dẫn đường đó anh chị. Nó sẽ xem được YouTube này, có việc map đầy đủ nè. Thì cái màn hình này rất là lợi khi mà anh chị đi đường dài á, những cái cung đường ta không biết về tốc độ thì sẽ có nó cảnh báo, an tâm hơn rất là nhiều. Anh chị cứ ghé qua để xem trực tiếp ha. Với tài chính hơn 500 thì đây là một lựa chọn rất là hợp lý. Những cái xe như thế này thì không phải lúc nào cũng có xe đâu anh chị. Thì lâu lâu thì em sẽ về được những cái xe mà nó chất lượng như này. Tại vì bình thường mấy cái xe mà đời 2019 á, thường nó đi khá nhiều. Chiếc này đi 49.000 là tương đối ít đấy anh chị. Anh chị quan tâm về xe này thì ghé qua để xem liền à. Xe đã có sẵn tại Mitsubishi Trường Chinh. Cảm ơn anh chị rất nhiều.